Nhiều anh em có thắc mắc với mình là tại sao ông này dạo này không thấy chơi săn win nữa. Lần trước mình chơi săn win rất là nhiều, nhiều anh em xem livestream cũng như là xem video mình đánh lên đánh săn win đấy. Đấy thì là cách đây 3 tháng trở lại đây thì mình không chơi nữa anh em ạ. Đấy bởi vì có rất là nhiều cái lý do. Đấy vì là mình chơi game mình cảm thấy cái ý cái cá nhân của mình nha. Hôm nay thì mình lên clip này để mình nói cái ý cái cá nhân của mình thôi, chứ không phải là mình vơ đũa cả nắm hay là mình nói xấu con game này game kia. Đấy thì con săn win này mình chơi với nó từ lúc nó rất là lâu rồi, cách đây phải ba tầm 4 năm rồi anh em ạ. Đấy chơi rất là nhiều, nạp rất là nhiều, chơi to tiền trăm triệu cũng có đấy. Anh em xem clip của mình là anh em biết mà đúng không đó. Thì 3 tháng trở lại đây rất là nhiều anh em hỏi mình tại sao không chơi săn win nữa, bởi vì là mình thấy cái con game này cầu kèo bây giờ cảm giác là thuật toán đã thay đổi, đơn giản là hơi khó chơi, bắt cầu các thứ là cứ đánh tài ra xỉu, đánh xỉu ra tài thôi, rất là bực mình anh em ạ. Đấy với lại đánh to cảm giác nó khá là khó ăn đấy, với lại là cái vấn đề là nạp rút nữa anh em ạ. Nạp rút đôi khi nó nhanh thì rất là nhanh nhưng mà đôi khi thì chắc nửa ngày tiền chưa về anh em ạ, không hiểu kiểu gì nhá. Đấy mặc dù là con game lớn nhưng mà mình không thấy nó cải thiện một cái vấn đề nạp rút thì cả, cái vấn đề nạp rút là nó bị từ ngày xưa đến giờ rồi. Đấy lúc thì bắt xác minh, lúc thì lại bắt gọi là lấy cái mã điện toán của ngân hàng gì đấy với gọi là nhận được tiền, chúng là rất là lằng nhằng, rất là phức tạp. Nên là mình chuyển qua xếp 68 mình chơi cho anh em. Xếp 68 thì nó chả có yêu cầu anh em có gì cả, nạp tiền chơi thắng rút hết anh em ạ, rút rất là nhanh và ổn định. Cái hệ thống nạp rút của nó rất là ổn định nhá, là cùng nó là 5 phút hoặc hơn tí là nó tiền nó về rồi, không làm nhanh thì 2 3 phút đó. Còn đây tại sao mình lại cho anh em thấy cái màn hình như này, anh em đơn giản thôi, anh em cứ lên Facebook anh em search cho mình cái từ khóa là săn win bịp đấy thì là sẽ ra rất là nhiều bài viết của anh em đấy. 5 ngày trước này sung win bịp vãi cứt đấy, 500k lên 8 à không, bài này là ông này đánh hên đấy, 500k lên 8 mà không rút vẫn chơi được gãy là đúng rồi, câu chuyện bình thường anh em ạ. À, đây quên fake à, đẹp hơn son hơn sun bịp là như nào đây. Đấy nói chung là đâu nhỉ, ở phần tất cả này đấy các bạn có thể thấy này, đọc rất là nhiều bài viết về cái vấn đề nạp rút tiền anh em ạ. Con này thì nó hầu như nó bị về vấn đề nạp rút tiền thôi, còn anh em chơi bé thì anh em vẫn có thể ăn bình thường nhá. Đấy anh em thấy này, rất là nhiều bài viết về cái vấn đề nạp rút nha. Đấy xuân bịp đi chịu được rất là cục anh em ạ. Đây này game càng ngày càng bịp, nạp hai lạnh 5 tiếng rồi lên chat thì toàn như thế này. Đấy nói chung là rất là nhiều cái phản hồi xấu về các con săn win này, thêm ra là mình cũng chả dám mà chơi vì là mình là một người chơi to mà anh em. Đấy đôi khi mình nạp cả tiền trăm triệu vào chứ mà thấy anh em nào có 1 2 triệu và nó còn lỗi lại thì mình nạp tiền trăm vào thì nó còn như thế nào nữa anh em. Thôi không nói nhiều đâu anh em ạ, không là nhà gái săn win nó xem được video này của mình nó lại reward video chết chết toài chết anh em ạ, phí công mình làm đi. Thôi bây giờ thì mình sẽ vào xếp 68 mình chơi một tí nha mọi người nha. Ok hôm nay thì mình mang vào đây là 15M anh em ạ. Thì vừa có vào nãy lúc sáng mình có vào mình chơi một lúc chơi ăn ngon quay thú đua xe. Đấy vào ăn được 1M6 anh em ạ. Thì anh em bảo là chơi ăn quay thú đua xe là cái gì thì nhiều anh em chưa biết, thì anh em có thể là vào kênh của mình tham khảo nha. Đấy đây là những cái trò chơi ăn ngon mọi người ạ, giúp mọi người có thể ăn ngon hàng ngày. Đấy ăn một tí thì chạy nói chung là kiếm ít thì ok chứ kiếm nhiều thì khó nha mọi người nhé. Nếu muốn kiếm nhiều thì thôi cứ vào một cái tựa game bắt cầu mà chơi các bạn. Đấy thì thôi hôm nay nói về săn win thì thôi, nói săn win là như nói đến tài xỉu đúng không. Đấy thì hôm nay mình sẽ vào tài xỉu CS68 mình chơi cho anh em xem nha, xem là cái con tài xỉu CS68 nó có ok hơn con săn win không, để cho anh em có thể là lựa chọn chơi hay không. Tay đầu tiên xỉu theo bệt anh em ạ. Ôi vào muộn nó hoàn trả rồi anh em ơi. Đấy cầu đang bệt nha mọi người nhé. Trong CS68 này anh em lưu ý cho mình một điều rằng ấy là cầu nó bệt rất là nhiều. Đấy cầu bệt rất là nhiều, thế nên là anh em nên là ưu tiên theo cầu bệt chứ anh em đừng bảo nó bịp. Đấy cầu bệt nó không phải là bịp đâu, cầu về bờ đấy anh em. Anh em bẻ thì nó sẽ là bịp, còn anh em làm theo ấy thì theo rất là sướng, nó rất là nhàn, không phải phân tích cái gì cả. Nhưng mà may quá tay này vào không vào muộn đây là nó hoàn trả, tay này thì nó gãy luôn rồi anh em ạ, nó lại sang tài rồi. Ai à, đây là một đoạn cầu mới thì thực sự chơi cái đoạn cầu mới này thì hơi khó anh em ạ, bởi vì nó không có cái gì để phân tích cả. Nhịp chính ở đây thì nói chung là đi rất là luyên thuyên luôn, nhưng mà đây thì mình đang muốn bắt theo cái form cầu là 4321 thế nhỉ. Tay này thì thôi mình cứ thử nhét tài 1M đi. Đấy hôm nay mình sẽ cố gắng phân tích chuẩn chỉ nhất và đánh cho anh em xem nha. Đấy chia sẻ cho anh em cái kinh nghiệm chơi, anh em nào mới chơi CS68 mà chưa biết cầu kèo nó như thế nào thì cứ xem clip của mình đi, thì kiểu gì kèo nó cũng sẽ giúp anh em có thể tăng cái điểm thắng trong game lên nha. Đấy không phí thời gian của anh em đâu, bởi vì là mình chơi đấy chủ yếu mình làm video là mình chia sẻ cho anh em cách bắt cầu, cách chơi làm sao để nó có cái tỷ lệ thắng nó cao. Đấy chứ không phải là mình làm video là anh em giải trí. Đấy giải trí nó chỉ một phần thôi, chủ yếu mục đích chính của mình ấy vẫn là giúp anh em nào mà đang thua mà đánh là chơi mà chưa biết gọi là cái quy luật của game, cái thuật toán của game thì anh em có thể xem video của mình để mình giải thích cho anh em nhé, anh em chơi nó hiệu quả hơn.
đấy, giảm thiểu cái rủi ro anh em chơi game nó bị thua vì mất tiền đi. Ok, phát đầu tiên đã có tài 11 rồi anh em ạ. Tài 12 chúng ta 11 à. 25 254 tài này thì thôi chắc là mình cứ tiếp theo cái như cái dự định vừa nói đi là mình sẽ theo 431 mọi người nhá. 4 xỉu 3 tài và đây là tiếu một con tài thì tài này mình sẽ làm con tài 3M đi. 3M đi. Nói chung tài này ok, tài này mình cứ nhẹ nhàng tí đã anh em ạ, mới mấy tay đầu tiên thì thôi cứ nhẹ nhàng linh cảm, còn tay này mà ăn nha, tay này mà ăn tài tay sau mình sẽ kết một tay xỉu to luôn đấy. Bởi vì là cái cầu 44 nó rất là khó xuất hiện này anh em ạ, thế nên là tay sau mình mới tự tin hơn được, còn tay này thì cứ nhẹ nhàng đã anh em ơi. 3M đã. Hôm nay mục tiêu của mình sẽ đánh nó to lên một chút đi. Đấy. Hôm nay thì xác định là mất 15M này vẫn ok, vẫn vui. Bởi vì sao? Tháng này từ tí đầu tháng đến tận hôm nay là thôi 26 rồi thì là mình tổng kết ở trong tài khoản của mình ấy thì mình lãi được gần 170 đấy anh em ạ. Lãi được gần 170 cái con game xếp sau 80 rồi. Đấy, chơi tính nói chung là chơi tháng nào mình tính ở đấy, mình cứ để riêng một cái tài khoản ra đấy, chơi tiền lãi rút về là bao nhiêu là mình kiểm soát nó dễ anh em ạ, chứ mình không chơi nhiều tài khoản. Cứ một tài khoản chơi rút về và để xem lãi lời như nào nó biết ngay mà anh em. 6 rồi. Ui giời, 6 với 5 rồi thì cần gì phải nặn đấy anh em. Đúng không? 6 với 5 rồi thì cần gì phải nặn nữa. Ok anh em ơi, lụm lúa hai tay đầu ăn thông anh em ạ.